Đó. Cái thước này kích thước là 28 x 38, dày là 1,9. Rồi, dày là 1,9, nó là từ gỗ, nó là từ tre, nó từ là từ tre, nhưng có một cái điểm mọi người có thể nhìn thấy nè, chỗ này nó là cái dọc ở đây nó kẹp lại, chỗ này nó là hai miếng này nó bằng nhau, cái chỗ này nó ngược lại lên lên, đúng không? Nó ép. Nó ép. Đấy. Thôi cái này cho mọi người, chỗ này là có cái để mình gom nó lên nè, mình treo đầu nó để khi mà cái thông thường cái thớt á mà mọi người để cho nó ướt nhiều dễ bị mất. Đúng. À, còn cái này mọi người để cho nó treo lên như này nó sẽ khô réo réo nước hơn. Đó, rồi bây giờ cái thớt này dùng để mọi người thái nha. Mọi người chặt thì nó cũng không sao, nhưng mà chặt thì nó sẽ dễ để lại rất nhiều hơn là mọi người thái thôi, rất rất lớn hơn á. Đó, giống như hồi nãy chặt thớt nó cũng không có bể, chặt thì xương to đùng luôn, không bể, nhưng mà nó có một cái vết sẹo ở đây thôi đó. Thái thôi. Tổng cộng một set thớt cộng với ba, một cái thớt cộng với ba set đũa, 30 đũa và một chiếc thớt, 229 nha. Có ai mua được phương giá dưới 229 không? Mọi người comment giúp em với. 229 ngàn sản phẩm dưới không? Có không? Có không em? Bao nhiêu em? Mấy thằng bị lỗi hả? 206 cũng có. Ê, tao nhảy vào hộ cái mic nó rớt ra người ta. Chắc là nói to quá đấy mọi người ạ. Mic nó hòe. Không? Nói nhưng mà vừa 206 ok mà 200 suất thôi, còn 200 combo thôi, còn 200 suất tổng cộng 208 suất mà còn có 200 suất thôi. Quá đẳng cấp nhỉ. Ủa, anh Lương ở đây nó khá hẳn đấy à? Anh có làm gì đâu, để chị Hằng nó khá mà, để chị Hằng nó luôn luôn khá mọi người nhá. Sắp tới có tuyển sao? Em thì sắp tới thì cũng tuyển một đề, để một đề thứ để xem như thế nào. Đấy. Yêu cầu như nào ấy nhỉ? Lag rồi. Bị lag à? Bị đơ đơ hả? À? Mọi người thoáng wifi ra, ở đây dùng wifi hơi nhiều hay sao ấy? Đó. Chỉ những cái gì mà lag thì mọi người để ý. Đúng rồi, lag rồi kìa anh ơi. Thôi xong rồi. Chỉ còn mọi nghe được tiếng không ạ? Mọi nghe được tiếng không ạ? Vẫn nghe tiếng. Lag đường hình thôi đúng không ạ? Còn mọi người vẫn nghe được tiếng nói hát. Alo, alo mọi người nha, mọi người chờ tiếng nha. Anh mở cho em trà đĩa trong bóng đêm rồi. Trà đĩa trong bóng đêm dùng em đi anh. Nghe tiếng được, hình hơi đơ một xíu. Mọi người vẫn nghe thấy tiếng em đó. Rồi ok ok, có lại rồi, có lại. Ok, có lại rồi. Rồi, có lại rồi. May quá, may quá. Rồi ạ, mọi người hình ok rồi đúng không ạ? Nếu ok rồi comment rơi một chữ ok với. Còn 200 suất nhé mọi người. Nói chung là nhìn đôi đũa thì cũng là một cái này kỷ niệm rất là đẹp đến với là anh em đấy. Bình thường bên kia lúc đó ban đầu mới sang không có đũa mà ăn đâu. Ủa? Chỉ chặt tre ra để ăn thôi. Chặt tre ra để làm đũa. Tre ra làm đũa thôi. Không có đũa. Chứ không phải chặt tre ra để ăn. À quên nhầm. Chặt tre ra làm đũa, chặt tre ra để ăn là cái rú trúc á. À nhầm là từ lấy tre vót làm đũa. Đấy về sau này thì mới chuyển từ Việt Nam qua. Đó. Ở bên Angola ấy. Cái gì? Bánh gà hả? Bánh gà. Hôm nay bánh gà nữa nhỉ em? Em gà mà. Đã ăn thôi. Ủa sao hôm nay bánh gà nữa hả mọi người? Ủa, thơm ấy. Ui ông gà ngon nhỉ? Vàng đóng hơn. Ê có ấy à? Gà này có nhuộm màu không ạ? Sao vàng thế nhỉ? Ôi bò nghề nhiều lắm ạ. Ngoài vài gà nó ấy vàng thế đấy. Hai căng luôn. Ô! Là con này hả? Gà ủ muối. Gà. Đây là... Gà ủ muối thì... Đây khi mà vận chuyển là về tay khách hàng là như thế này đúng không? Ok, quá tuyệt vời. Gà này là gà ủ muối thảo mộc mọi người nhá. Lam gà ủ muối thảo mộc. Gà ủ muối thảo mộc. Ơi. Cái này nó đã nhả đông cho em. Nghe nóng đông á. Anh Lương này. Đúng rồi. Cho hẳn cái đầu luôn. Cái gà này nó còn nóng đông á em. Hả? Mời anh nhá. Quý hóa này mà. Chúng ta tán đi nhất là 229 nay chỉ còn 2. Nhưng tặng một chai nước chấm ạ. Tại sao? Gà này thì mọi người cứ bỏ găng tay vào là xé thôi. Xé được. Được chờ xíu nhá. Chị đỏ đây. Không. Không cái này gà ủ muối mà. Gà ủ muối phải bỏ lạnh chứ. Ăn lạnh thật mà. Ăn lạnh ngon thì. Ăn lạnh thật mà. Ủa thế à? Là nó chín rồi. Ủa. Là gà ủ muối à? Có cái sốt nhá. Có cái sốt nhá. Mọi người mời mọi người sẽ tập đúng mấy rồi. Một hay là một sốt đúng không? Đây là gà ủ mối thì mình phải bỏ lạnh nhá. Ừ, ăn đi anh ơi. Ăn ở đây thì nhìn em giọt này thì giọt để ăn cái đấy thôi. Sơn hả?
Hôm nay có táo rồi mà vẫn phải ăn đầu hả em? Em vào đi ăn cái đùi. Hôm nay có táo rồi mà. Hả? Hôm nay táo về rồi. Mình cân nhắc. Ý là mình ăn cho đúng quy trình. Mỗi ngày mình ăn dinh dưỡng khác nhau. Đúng không? Lúc sáng là ăn cái gì rồi? Đủ chất rồi đúng không? Hôm trưa nay thì chỉ ăn cái đầu cái chân thôi. Ăn thường ăn hoa rồi ạ. Ờ. Ôi, một con gà thì bao nhiêu nhỉ? Ơ, có nhà hàng à? Rồi bây giờ hỏi sao đưa cho cái chân? Ờ, có nhà hàng, có nhà hàng. Hỏi sao đưa cho cái cẳng? Ai? Đưa cho chị cái cẳng, tại sao? Cái đùi không đưa được cái cẳng. Em thấy chị đi hơi vòng kiền. Ăn gà, chân gà nhiều vào thì nó thẳng. Nó làm chân thẳng ra mà. Thẳng đâu thì phải đưa cái con gà nào mà cái móng của nó phải nó tè ra thế này chứ. Không. Sao phải đưa cái, nó quéo lại như thế này thì nó... càng ăn nó càng vòng kiềng thì nó phải quắt lại, nó phải quắt lại cơ. Một cái con hồi không cởi mở một xíu nào, ta đưa một cái con gà thôi mà quắt giò quắt cẳng lại như vậy, rồi đưa cho Dương cái mỏ há như vậy. Cái đầu anh có vấn đề gì đâu? Đâu ăn cái này nó bổ nào chứ còn gì nữa? Cái mỏ đưa cho cái mỏ há ra như vậy, ý là gì? Vậy. Mà mới kiện xong. Mày đã... Ý là nó chúc cho em lúc nào cũng... Thả mồm gái. Ngoát mỏ. Ngày xong ngậm được. Phải ngoát mỏ ra. Nhưng cái mỏ này ngoát ra thì có vẻ ngậm vô cũng được em ơi. Không được luôn. Hình như không được em. Không có thể nào cũng ngoát như vậy được em. Tại cũng có lúc phải để ngậm vào chứ. Đấy. Cái con gà này là cái con gà ủ muối nhé mọi người ơi. Nó là bé gà ủ muối. Mọi người ăn lạnh. Dạ không, mời. À đây. Ừ. Đi ra thay áo đi. Ừ. Dạ, rồi nhắn hàng. Ngày hôm nay em có chuẩn bị thêm xôi để anh Linh hàng ăn của gà. Gà xôi trên mâm bàn. Chán lắm. Quá hợp lý luôn nhỉ. Mệt quá, đi ra. Nghĩ bán. Cái mặt thì còn sẹo mà đưa một nồi xôi lên đây rồi ăn kiểu gì? À, đúng rồi. Đấy, ăn đúng rồi nữa chứ. Trời ơi. Rồi ăn kiểu gì ta nói? Ăn mỗi gà thôi. Rồi, ăn xong rồi. Em yên tâm là sẹo nó ngứa lên. Nhưng cái này nó lên. À cái này nếp lên đó. À thích ăn tạm gà. Dạ. Cái này giá hôm nay là bao nhiêu một đấy đây? Bình thường là gà nhà em thì là 299.000 một con. Dạ. Nhưng mà trong phiên live của anh Linh độc quyền thì ngày hôm nay là gà hình như là còn 269.000 với cả em xin phép được tặng một chai nước chấm cho tất cả các khách nhà anh Linh ạ. Ừ. Dạ. Và mọi người thường rất là sợ bởi vì là những cái hàng này nó đi xa ấy chị. Cái điểm bảo quản như sô cô la của chị ấy. Nhưng mà em xin phép là khui luôn cái thùng hàng mà em sẽ đóng đến tay khách mà. Khui đi. Giá 299k nay chỉ còn 255k. 255 ngàn. Con gà có 255.000 nhỉ? Vâng ạ. Rẻ nhỉ? Bình thường mình mua ở ngoài cũng phải là 300 mấy rồi. Chưa tính là công gì để làm ủ muối thảo. Ta đã moi móc được. Cái quan trọng là cái việc đóng hàng của em ấy ạ. Thì đến tay khách trong vòng 2-3 ngày, những khách miền Bắc và Thanh Hóa đổ lên trên thì mọi người nhận sẽ không có vấn đề gì về chất lượng, nhận còn nguyên lạnh luôn ạ. Rồi, nhận nguyên hoàn. Cái thật của nó, mình có thể review xong rồi mình ăn được không em? Anh ăn liên tục còn thì ăn cái cam nào quay qua đây cho em nào. Cho một cái dao, cho mình cái dao nào. Để được cái đùi của nó để review mới được, có mỗi cái đùi là đẹp nhất. Đây, mọi người ơi chú ý vào cam giùm em. Chú ý vào cam. Ui gà này ngon đấy nhỉ, ủ muối. Đây nha mọi người. Chắc thịt. Mai mốt là review, còn cái đùi còn lại ở đây không kém. Ê, cái này khỏi em. Không. Hả? Chỉ review cái này, em review đùi. À, chia nhau chưa đó chứ? Chia nhau ra mà review chứ? Cái gà này nhà em thì mọi người có thể về là ăn trực tiếp và sẽ không có làm lại gì. Nếu mà làm nóng lại thì nó sẽ mất đi cái hương vị của gà ủ muối, bởi vì là gà này là bắt buộc phải ăn lạnh ạ. Đúng rồi, ăn lạnh nó mới ngon. Gà ủ muối thường thường là mát thì ăn nó mới... Anh ăn à? Đây đi. Mỗi con gà, thằng Tưng em xin phép được review con gà nhà mình. Mỗi con gà sẽ có một cái phao câu. Cái phao câu khi mà mọi người cắt ra thì cái size của nó khoảng tầm là 2.5cm đến 3cm. Đây, riêng về cứ xé như này này, bỏ vào mồm như này này. Tù hả? Người ta khá lắm rồi. Để mày hướng dẫn đi. Người ta phải review. Người ta phải review rồi ăn. Nè, ăn cái cẳng đi. Ăn cái cẳng đi em. Đó. Cái thịt của nó để cho người ta review rồi ăn. Quá trời, ăn hết một cái đùi rồi ăn. Nè, đây là cái đùi dở này ăn đi. Đây nè. Đây nhá mọi người ơi, đây mọi người nhìn nhá. Đó, cái đùi da của nó bên ngoài là màu vàng chứ không phải là màu da của Linh đâu. Đó. Giòn,
mình có thể lột cái lớp da ra mình ăn. Những bạn nào không thích ăn da mình lột rất là dễ dàng hả? Bạn nào thích ăn da là lột ra ăn sập. Bạn nào thích ăn cả da cả thịt thì mọi người cắn một cái là vừa sập vừa dai. Ở bên trong cái thịt của con gà nha, nó có cái màu hồng hồng ấy mọi người. Nhìn vô thì mình tưởng là chưa chín, nhưng không phải, cái màu của nó là cái màu như vậy nha mọi người ơi. Màu của nó sẽ là cái màu như vậy. Giá của nó là bao nhiêu tiền cho ngày hôm nay đây nè? 200 mấy? 255k. Giá gốc 299. Đúng rồi, hôm nay còn 255k. Hôm nay là 255k mua một con gà tặng nước chấm. Đây, nước chấm sinh tinh. À, nước chấm sinh tinh nha mọi người. Đó, đây là một con gà. Cộng thêm nữa là có hai cái cẳng. Một con gà sẽ có hai cái cẳng và một cái đầu. Hai cái cẳng, một cái đầu, một cái phao câu. Đó. Bình thường nha, cái phao câu này mình phải cắt đi cái phần này này. Đấy, phao câu 2,5cm. Mình phải cắt cái phần thêm này nữa. Này. Ờ, ở bên trong cái ruột của nó là nó sẽ bình có. Bình thường phao câu mình cắt cái phần này. Đây, nó nằm ngoài hết ruột của chị ra rồi. Không cắt nhỉ? Để cho em cắt mà. Phải cắt chiếu như này, cắt xếp như này, này. Đấy, để em cho em về em cắt cho nó có bài bản nha mọi người ơi. Rồi, rồi mình xếp nha. Rồi, mọi người nha. 299.000, còn 255.000 cho một con gà. Và sẽ là một cái mật giống như thế này nhá. Gà ủ muối, các bạn ở xa các bạn có thể mua được nha. Đó, đóng gói cho mình thì sẽ như thế này đây. Để khi mọi người nhận về là sẽ... Bây giờ nhắn này sẽ khui cái thùng này ra cho mọi người một xíu nhá. Ừ, khui đâu nhỉ? Trời ơi, nhìn cái gà nhà em chán. Phần 2 đến 3 ngày thì vẫn đảm bảo chất lượng cho tất cả những bác nằm ở miền Bắc đặt gà nhà em ạ. Miền Nam không đi được.